5 loại rau tốt hơn thịt, quý hơn nhân sâm, được bán đầy ngoài chợ mà bạn nên tận dụng. Nhiều người thường cho rằng thịt thì mới giàu chất dinh dưỡng, còn trong rau thì chỉ có chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên lại có một số loại rau cực kỳ bổ dưỡng có khi còn hơn cả thịt. Thứ nhất, rau dền. Rau dền thì được mệnh danh là rau trường thọ. Loại rau này có chứa nhiều sắt, có tác dụng giúp giảm viêm, tốt cho xương, ngăn chặn các bệnh về tim mạch và đái tháo đường. Ngoài ra thì rau dền còn có tác dụng giải nhiệt và giải độc vô cùng hiệu quả. Thứ hai, giá đỗ. Bạn hoàn toàn có thể tự ủ giá đỗ tại nhà để tiết kiệm chi phí. Trong giá đỗ thì có chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ mạch máu, khiến cho máu lưu thông tốt hơn. Ngoài ra thì vitamin C trong giá đỗ còn giúp cải thiện hệ miễn dịch, tăng khả năng phòng bệnh. Thứ ba, nấm hương. Nấm hương có chứa lượng protein gấp 3 tới 6 lần so với những loại rau củ khác, có tới 18 loại axit amin khác nhau, có tác dụng chữa các bệnh như đau đầu, trúng gió hoặc bệnh dạ dày. Ngoài ra thì nấm hương còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm khối u, phòng tránh sự xuất hiện của các tế bào ác tính. Thứ tư, măng tây. Loại rau này có chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp duy trì chức năng của các cơ quan bên trong cơ thể, đặc biệt là chức năng đường ruột. Thứ năm, rong biển. Trong rong biển thì có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi đối với bệnh nhân đái tháo đường, giúp tăng cường hoạt động của insulin và ổn định đường huyết. Nhưng loại rau này vừa quen thuộc dễ tìm mà giá thành lại không hề cao. Vì vậy mọi người hoàn toàn có thể mua về để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của mình. 5 loại rau củ là vua giải độc gan, ăn tới đâu sạch tới đó. Dưới đây là những loại thực phẩm vàng để giải độc gan, nhưng lại là những món ăn rất dân dã, bình dị, rẻ tiền, có thể chúng đang có sẵn trong bếp nhà bạn. Thứ nhất, trà xanh. Trà xanh rất giàu các chất chống oxy hóa và chất hữu cơ, giúp loại bỏ độc tố ra khỏi gan và giữ cho gan luôn khỏe mạnh. Thứ hai, quả chanh. Trong chanh thì có hàm lượng vitamin C cao, đây là chất giúp chuyển hóa các chất độc hại thành dạng dễ tan trong nước và dễ dàng đào thải ra ngoài. Việc uống nước chanh hoặc cam pha thêm một chút đường sẽ giúp kích thích chức năng gan. Thứ ba, bắp cải. Ăn bắp cải giúp kích thích các enzyme giải độc gan, giúp loại bỏ độc tố. Bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của mình các món ăn đơn giản được chế biến từ bắp cải như là kim chi, dưa bắp cải, xà lách trộn. Thứ tư, củ nghệ. Bạn có biết rằng nghệ chính là một trong những nguyên liệu giúp làm giảm cholesterol trong máu, giúp giảm mỡ máu và cho gan khỏe mạnh hơn. Uống nước nghệ tươi không chỉ tốt cho gan mà còn giúp nhuận tràng, tốt cho dạ dày. Thứ năm, củ tỏi. Tỏi là một trong những thực phẩm tự nhiên giúp làm sạch gan, chỉ cần một lượng nhỏ thôi cũng đủ để kích thích các men gan, giúp cho cơ thể thải độc. Bổ sung những loại rau củ này vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp cho bạn thải độc gan, thanh lọc cơ thể và sống khỏe mạnh hơn. Sống lành, đồng hành chăm sóc sức khỏe gia đình bạn.